Xin chào các em. Hôm nay thầy và các bạn tiếp tục đi tìm hiểu chương trình địa lý lớp 9. Trước khi vào bài mới, thầy sẽ kiểm tra bài cũ. Em hãy kể tên các vùng kinh tế đã học theo thứ tự từ 1 đến 6. Đây là lược đồ các vùng kinh tế của Việt Nam. Các vùng kinh tế mà chúng ta đã được học. Thứ nhất, vùng Trung du miền núi Bắc Bộ. Thứ hai, vùng đồng bằng sông Hồng. Thứ ba, vùng Bắc Trung Bộ. Thứ tư, vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Thứ năm, vùng Tây Nguyên. Thứ sáu, vùng Đông Nam Bộ. Vùng kinh tế cuối cùng mà hôm nay chúng ta được học đó chính là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vậy vùng đồng bằng sông Cửu Long có cái vị trí địa lý ra sao và vị trí địa lý đó có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế của vùng? Chúng ta tìm qua bài hôm nay, bài 35 vùng đồng bằng sông Cửu Long. Một lớn, vị trí địa lý, giới hạn lãnh thổ. Xác định vị trí địa lý, giới hạn lãnh thổ của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các em quan sát lược đồ trên máy chiếu để xác định được cái vị trí của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đông Bắc của đồng bằng sông Cửu Long giáp với Đông Nam Bộ. Phía Bắc giáp với Campuchia. Phía Tây Nam giáp Vịnh Thái Lan. Và phía Đông Nam giáp Biển Đông. Đấy chính là toàn bộ một số nét khái quát chính về cái vị trí tiếp giáp của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta đi đến dấu sao thứ nhất, vị trí nằm ở phía tây của vùng Đông Nam Bộ, giáp Campuchia, Biển Đông và Vịnh Thái Lan. Đồng bằng sông Cửu Long có những tỉnh thành phố nào? Chúng ta quan sát trên lược đồ máy chiếu và kinh chữ trong sách giáo khoa phần đầu tiên. Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm các tỉnh thành phố như Cần Thơ, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang. Vậy với cái vị trí địa lý đó đem lại ý nghĩa gì cho sự phát triển kinh tế của vùng? Ý nghĩa thuận lợi giao lưu với các vùng trong cả nước và quốc tế. Các em quan sát hình 14.1 lược đồ địa hình và hướng gió ở Đông Nam Á. Đây là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một số nét chính về cái ý nghĩa thuận lợi của vị trí địa lý đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đó là làm gần đường hàng hải quốc tế nên thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế, văn hóa với các nước trong khu vực. Hai lớn, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. Dựa vào hình 35.1 nêu đặc điểm địa hình của đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta quan sát hình 35.1 trên máy chiếu. Nhìn vào hình 35.1, chúng ta có thể rút ra một số nhận xét chính về đặc điểm địa hình của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đó là địa hình thấp, tương đối bằng phẳng.
dựa vào hình 35.2 cho biết đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên có thuận lợi gì cho sản xuất nông nghiệp? Để trả lời câu hỏi này, ngoài việc dựa vào hình 35.2, chúng ta cần tham khảo thêm lược đồ tự nhiên của vùng đồng bằng sông Cửu Long để tìm ra được những thuận lợi về đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên cho sản xuất nông nghiệp. Đây là hình 35.2 sơ đồ tài nguyên thiên nhiên để phát triển nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thứ nhất là tài nguyên đất rừng, diện tích khoảng 4 triệu hecta, đất phèn, đất mặn 2,5 triệu hecta, rừng ngập mặn ven biển và trên bán đảo Cà Mau chiếm diện tích lớn. Về khí hậu, nguồn nước, khí hậu nóng ẩm, lượng mưa dồi dào, sông Mê Công đem lại nguồn lợi lớn, hệ thống kênh rạch chằng chịt, vùng nước mặn, nước lợ, cửa sông ven biển rộng lớn. Biển và hải đảo, nguồn hải sản, cá, tôm và hải sản phong phú, quý hiếm, biển ấm quanh năm, ngư trường rộng lớn, nhiều đảo và quần đảo thuận lợi cho khai thác hải sản. Đây là các loại đất chính của đồng bằng sông Cửu Long và sự phân bố của chúng. Đất phèn, đất phù sa và đất mặn. Trong ba loại đất trên thì đất phù sa đóng vai trò rất quan trọng. Mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, sông Mê Công đem lại nhiều nguồn lợi lớn như giao thông đường sông, phù sa, nước tưới cho nông nghiệp, khai thác và nuôi trồng thủy sản. Đây là một số hình ảnh đánh bắt thủy sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long vào mùa lũ. Đây là một số loài động vật tiêu biểu của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Như vậy, chúng ta đi đến kết luận về đặc điểm về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng. Thuận lợi: đồng bằng rộng, đất phù sa, khí hậu nóng ẩm, nguồn nước dồi dào, sinh vật phong phú đa dạng. Tuy nhiên, ngoài những mặt thuận lợi ra thì thiên nhiên của vùng đồng bằng sông Cửu Long còn có những khó khăn gì? Thì một số khó khăn chính về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng đồng bằng sông Cửu Long đó là chính tình trạng lũ lụt và mùa mưa và hạn hán và mùa khô, tình trạng ô nhiễm môi trường. Khó khăn là lũ lụt kéo dài, mùa khô thiếu nước, đất phèn, đất mặn chiếm diện tích lớn, ô nhiễm môi trường. Đất phèn, đất mặn lớn, thiếu nước ngọt trong mùa khô. Vậy, với những khó khăn đó, em hãy nêu những biện pháp khắc phục khó khăn của vùng. Thì một số cái biện pháp để khắc phục cái khó khăn về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên mà đồng bằng sông Cửu Long hiện nay đang áp dụng đó chính là làm nhà tránh lũ,
đánh cá vào mùa lũ và chủ động thích nghi sống chung với lũ. Chúng ta chuyển sang phần 3 lớn, đặc điểm dân cư xã hội của vùng. Hãy cho biết đặc điểm dân cư của vùng đồng bằng sông Cửu Long về dân số, về thành phần dân tộc. Các em quan sát bảng số liệu trên máy chiếu thì dân số của vùng đồng bằng sông Cửu Long là khoảng 16,7 triệu người. Như vậy qua đây chúng ta thấy đồng bằng sông Cửu Long là khu vực có dân số tương đối đông, thành phần chủng tộc tương đối đa dạng như có người Kinh, người Khmer, người Chăm, người Hoa. Đặc điểm là vùng đông dân, ngoài người Kinh còn có người Khmer, người Chăm, người Hoa. Vậy với đặc điểm dân cư đó đã tạo ra cho vùng đồng bằng sông Cửu Long những thuận lợi gì? Thuận lợi đó chính là nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn, có kinh nghiệm trong nông nghiệp, sản xuất hàng hóa, vân vân. Đây là một số công trình kiến trúc tiêu biểu của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hãy nhận xét một số tiêu chí phát triển dân cư xã hội ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta quan sát bảng số liệu trên máy chiếu. Đây là một số tiêu chí về mật độ dân số, tỷ lệ gia tăng tự nhiên của dân số, tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người trên tháng, tỷ lệ người lớn biết chữ, tuổi thọ trung bình, tỷ lệ dân số thành thị. Một số tiêu chí như là mật độ dân số cao, thu nhập bình quân đầu người cao, tuổi thọ trung bình cao, tỷ lệ dân số thành thị thấp, tỷ lệ hộ nghèo thấp, tỷ lệ người lớn biết chữ thấp. Vậy từ các tiêu chí này em có nhận xét gì về tình hình dân cư xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước? Khó khăn lớn nhất của vùng đồng bằng sông Cửu Long đó chính là mặt bằng dân trí chưa cao, tỷ lệ người lớn biết chữ còn thấp, mới chỉ đạt 88,1%. Bài học của chúng ta kết thúc tại đây. Về nhà, các em ghi bài vào vở và làm bài tập trong sách bài tập. Tìm hiểu, sưu tầm tài liệu tranh ảnh về vùng đồng bằng sông Cửu Long. Xin chào các em.